Bài học thứ hai này có tên là làm quen với môi trường lập trình Scratch. Trên màn hình chúng ta đang quan sát chính là cái giao diện của cái phần mềm Scratch, hay là chính là cái môi trường lập trình Scratch. Chúng ta sẽ lần lượt làm quen với những khái niệm chính, những cái thông số chính trên màn hình này. Chúng ta sẽ lại một chút các cái vị trí của chúng. Bạn thấy đây chính là cái khu vực màn hình chính thể hiện cái đầu ra của phần mềm, gồm có một cái sân khấu chính và ở trên đó có những nhân vật. Như vậy chúng ta hình dung là chúng ta sẽ phải điều khiển như là một sân khấu biểu diễn, và ở trên đó nó có các cái nhân vật khác nhau hoạt động trên sân khấu đó. Chúng ta hay hình dung chúng ta là người lập trình và chúng ta chính là người đạo diễn để chỉ huy cái sân khấu đó. Ở bên trái là bên phải này là cửa sổ lệnh, chúng ta sẽ làm quen dần với cửa sổ lệnh này. Ở giữa là chính là khu vực cái khung điều khiển, ở đây sẽ hiện ra những cái mẫu câu lệnh, và chúng ta sẽ kéo thả từ bên này sang cửa sổ lệnh để lập trình. Như vậy đây là cái môi trường lập trình nhưng mà không phải gõ lệnh như là các cái ứng dụng khác mà chúng ta đã biết, mà người dùng, tức là các em học sinh, các bạn ấy, chúng ta chỉ việc kéo thả những cái lệnh này, những cái dòng lệnh này sang bên bên phải. Ở trên đây là thanh thực đơn và thanh hệ thống. Khu vực này là những cái nút công cụ nhỏ để hỗ trợ thêm. Đây là khu vực để làm việc với các cái nhân vật và sân khấu. Chúng ta có thể bổ sung thay đổi nhiều nhân vật khác nhau, có thể là nhân vật này, có thể là con người, có thể là các cái động vật, có thể là các cái đồ vật chúng ta đưa lên. Chúng ta tưởng tượng chúng ta có một sân khấu, ở trên đó nó có những cái nhân vật hoạt động, còn bản thân sân khấu cũng có cái nền của nó. Cái nền sân khấu chính là cái trang trí ở dưới nền của sân khấu. Chúng ta có thể làm quen với cái nền đó. Đây là khu vực làm việc với nhân vật và sân khấu. Bây giờ chúng ta quay lại phần mềm. Đó. Chúng ta đang trên màn hình của tôi là các bạn thấy là tất cả các chữ đây là bằng tiếng Anh cả. Nhưng mà tôi nói thêm là phần mềm này là phần mềm đã hỗ trợ hoàn toàn tiếng Việt. Ví dụ tôi có thể vào đây và tôi sẽ chuyển sang tiếng Việt. Đây, tôi tìm cái bản tiếng Việt nhé. Đây, tiếng Việt đây. Thì bấm vào đây thì tất cả những cái lệnh, tất cả những cái nút này là tiếng Việt hết. Tuy nhiên tôi xin nói luôn là tôi không muốn sử dụng cái bản tiếng Việt. Vì sao? Vì đây là những câu lệnh lập trình, những lệnh lập trình đây. Thì hiện nay toàn bộ tất cả các ngữ lập trình mà học sinh chúng ta phải học ấy đều là ngôn ngữ lập trình là tiếng Anh hết, cho nên là tôi không muốn sử dụng bản tiếng Việt ở đây, và muốn cho các bạn học sinh ý, là chúng ta làm quen dần với cái ngôn ngữ tiếng Anh. Nó rất đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta vừa học lập trình vừa học luôn những cái câu tiếng Anh đơn giản, và như vậy là rất phù hợp với các bạn nhỏ. Bây giờ tôi sẽ chuyển lại sang cái giao diện là bằng tiếng Anh. Chúng ta bấm vào đây và chuyển sang tiếng Anh. Đó. Đây là tiếng Anh hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì như vậy chúng ta chú ý. Như vậy đây là nhân vật đây. Thì mỗi nhân vật nó có một cái màn hình đây. Đây là màn hình, đây là chiếc cửa sổ lệnh của cái nhân vật này. Mỗi một nhân vật có một khung cửa sổ lệnh riêng cho mình. Chúng ta có thể bổ sung thêm nhiều nhân vật khác. Tôi sẽ làm thử nhé. Đây là những cái nút để chúng ta có thể điều khiển các cái nhân vật, có thể bổ sung thêm nhân vật. Thì bấm vào nút này, đây là nút chúng ta có thể bổ sung nhân vật từ một cái danh sách có sẵn trong phần mềm. Tôi bấm vào đây đi, làm thử nhé. Đó, chúng mình hiện ra những nhân vật hình ảnh khác chúng ta có thể sử dụng để đưa vào cái chương trình của chúng ta. Ví dụ, tôi sẽ tìm một nhân vật khác nhé, tôi sẽ tìm một cái người khác đây, tôi chọn cái này là chọn cái ở đây, và tôi sẽ tìm thêm đây, tôi tìm thêm một cái bạn này, tôi bấm vào đây Alex chẳng hạn.
bấm chọn cái người bạn, một con cái nhân vật tên là Alex, bấm nút OK. Và như vậy Alex đã vào đây rồi, các bạn thấy không? Mà chúng ta thấy là có hai bấm vào đây, thì bên đây là cửa sổ lệnh của mèo con, bấm vào đây, đây là cửa sổ lệnh của Alex. Và như vậy là mỗi nhân vật có một cái cửa sổ lệnh riêng, cửa sổ lệnh riêng. Chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ tìm hiểu cái này. Bấm vào đây thì đây chính là cái sân khấu. Thì mặc định là sân khấu là một cái nền trắng, chúng ta có thể thay đổi, có thể bổ sung. Đây bóng đây tôi sẽ bổ sung thêm các cái nền sân khấu từ một có sẵn trong phần mềm, bóng vào đây mà tôi có thể bổ sung vào đây những cái nền sân khấu khác mà có sẵn trong phần mềm. Tôi chọn cái nền sân khấu này chẳng hạn, bóng vào đây, OK. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta đã vào được cái nền sân khấu khác. Đấy. Thì tôi nói luôn nhé, như vậy là ở trên cái màn hình này, đây chính là cái cửa sổ thể hiện cái đầu ra của cái chương trình của chúng ta. Chúng ta sẽ phải lập trình để điều khiển hoạt động của những cái nhân vật này. Trên màn hình có thể cho phép chúng ta tạo ra nhiều cái nhân vật khác nhau, và mỗi nhân vật có một cửa sổ lệnh riêng của mình. Bây giờ chúng ta hãy làm quen với một chút với các cái lệnh trước đã, đơn giản để làm quen với cái môi trường lập trình này. Thì ở giữa đây là chính là nơi mà tập hợp những cái lệnh có sẵn trong Scratch mà chúng ta không phải nhớ, chúng ta chỉ việc kéo thả lệnh sang bên này là chạy nó. Ở trên này các bạn thấy là có 10 cái nút. Đây là chính là cái nút để phân loại những cái lệnh ở phía dưới này. Chạy cái nút Motion là cái tiếng Việt là chuyển động. Đây là những lệnh mà liên quan đến điều khiển chuyển động của nhân vật. Nút Looks là những cái lệnh liên quan đến cái thể hiện bên ngoài của nhân vật. Nút Sound là những cái lệnh liên quan đến điều khiển âm thanh của nhân vật. Nút Pen là nút điều khiển cái việc là vẽ hình, vẽ đồ họa, vẽ cái bút bằng bút vẽ ở trên màn hình. Nút Data là những cái lệnh liên quan đến biến nhớ, chúng ta sẽ học sau khái niệm biến nhớ. Nút Event là cái nút để tạo ra những cái, để có những cái lệnh để điều khiển các cái sự kiện xảy ra trong chương trình. Nút Control là cái nút dùng có các cái lệnh điều khiển, dùng để điều khiển cái công việc lập trình cơ bản. Những cái lệnh điều khiển chúng ta sẽ học sau, điều khiển các nhân vật chuyển động có điều kiện chẳng hạn, hay là những lệnh điều khiển lặp chẳng hạn, vân vân, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Sensing là cảm ứng, những cái lệnh liên quan đến cảm biến, nhận biết, cảm biến màu sắc, cảm biến va chạm, cảm biến vân vân, rất là nhiều cái chức năng khác biệt hay của Scratch. Operators là cái nhóm lệnh liên quan đến các cái phép tính, phép toán, cộng trừ, nhân chia, vân vân. Nhưng mà chúng ta sẽ lần lượt làm quen với tất cả những nhóm lệnh này. Nhưng mà đầu tiên là cái nhóm lệnh chuyển động, tôi làm xem thử trước nhé. Thì chúng ta làm quen đầu tiên cái lệnh là lệnh kéo thả sang đây. Đây là cái lệnh là move, tiếng Anh là tiếng Việt là chuyển động. Chuyển động bao nhiêu bước? Các bạn thấy đây có cái nút là cái ô trắng hình tròn, đây là cái vị trí này được gọi là các cái tham biến, hay là các cái thuộc tính của cái lệnh đó. Đó là các tham số của lệnh. Thì một các lệnh ở trong Scratch này thì rất nhiều lệnh là có cái tham số này, là những cái ô màu trắng. Chúng ta có thể nhập dữ liệu trực tiếp vào đây. Ví dụ tôi sẽ nhập vào đây. Lệnh này là có ý nghĩa là giúp cho điều khiển nhân vật chuyển động về phía trước là bao nhiêu bước, move bao nhiêu steps là bước. Thì tôi gõ đây là 50 chẳng hạn, gõ vào đây. Thế đây là một lệnh. Vì tôi muốn chạy nó, tôi chỉ việc kích đúp vào đây. Và thấy là con mèo đã chuyển động sang bên trái về phía trước của mình là 50 bước. Đó. Thì tôi làm lại nhé, tôi cho chạy là 100 bước, đúng vào đây, 100 bước, nhanh đúp, chuyển động là 100 bước,
Thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ bổ sung thêm lần nữa mà các bạn sẽ thấy. Tôi vào cái nút cái nút looks là cái các cái lệnh liên quan đến việc thể hiện của nhân vật. Ta hãy quan sát lệnh này. Say cái gì đó for bao nhiêu seconds, như vậy là nói cái gì đó trong vòng bao nhiêu giây. Vậy lệnh này sẽ cho phép nhân vật là hiển thị cái lời nói ra ở trên màn hình và kéo dài cái hiện tượng cái câu nói đó trong vòng bao nhiêu thời gian. Tôi chọn lấy cái lệnh, tôi bấm lên lại. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Tôi là mèo. Tôi là mèo con. Trong 2 giây. Tôi nhấn nút vào đây này. Đấy. Xin chào các bạn. Tôi là mèo con. Và hiện ra trong 2 giây. Vậy đây là một lệnh khác dùng để có tính năng là làm cho nhân vật chúng ta là thể hiện một cái lời nói bằng chữ ở trên màn hình. Thì bây giờ tôi muốn rằng không những là mèo nói bằng chữ mà tôi muốn mèo nói bằng âm thanh cơ, phát ra bằng lời, meo meo chẳng hạn, làm thế nào? Được, chúng ta hãy vào cái nút sound là những cái lệnh liên quan đến âm thanh. Ở đây có nút là play sound. Chúng ta kéo thả sang bên này. Đây là một lệnh mà ở đây đã có sẵn cái nút để chúng ta lựa chọn cái âm thanh ở đây. Đó, âm thanh ở đây. Mặc định là phần mềm đã tạo sẵn ra âm thanh có tên là meo ở đây. Ta chạy thử nhé. Đó. Đó là cái lệnh. Như vậy là mèo đã có cái đã có sẵn, khi chúng ta tạo ra nhân vật mèo là có sẵn cái âm thanh rồi, chúng ta có thể dùng. Nhưng mà chúng ta vừa thấy trên màn hình là có 3 lệnh là rời rạc nhau, lệnh move 100 bước, lệnh say xin chào các bạn, tôi là mèo con trong 2 giây và lệnh play sound phát ra âm thanh. Thì chúng đã hiện ra ở đây và các lệnh rời rạc, chúng ta có thể chạy rời rạc các lệnh đó, nhưng mà đó không phải là một chương trình. Một chương trình là gì? Một chương trình là chúng ta muốn thực hiện một cái nhiệm vụ nào đó cho nhân vật, và muốn thực hiện đó chúng ta phải chạy nhiều lệnh, gọi là các cái bước đấy. Thì cái đó nó gọi là lập trình. Lập trình tức là gì? Là chúng ta dùng lệnh để giải quyết một cái bài toán thực tế. Như tôi muốn cho con mèo chạy lên 10 bước, xoay 90 độ và phát ra âm thanh là meo meo, thì mèo sẽ được thực hiện là bước 1, từng bước 1. Bước 1 là chạy lên 10 bước, bước thứ 2 là phát ra meo meo, bước thứ 3 làm gì đó, là cái bước đó là được liên kết với nhau chặt chẽ theo từng bước một. Thì đó chính là cái tư duy của máy tính là như vậy. Tư duy lập trình là tư duy là gì? Là một chương trình là phải đưa ra các cái lệnh và các nhân vật đó được thực hiện lần lượt theo từng lệnh một. Lệnh 1, lệnh 2, lệnh 3, lệnh TN. Ở đây chúng ta đang có 3 lệnh. Và 3 lệnh này là không là thời gian, vì chúng ta hãy đưa chúng vào là 1. Chúng ta hãy đưa cái lệnh say này lên trước lệnh move. Các bạn thấy khi đưa vào đây, các bạn thấy là nó sẽ dính vào. Nó thả ra, nó sẽ dính vào. Như vậy hai lệnh đã dính vào nhau và như vậy chúng tạo thành một cái đoạn lệnh. Cái đoạn lệnh liên tục. Tôi đưa nốt cái lệnh này nữa lên trên này. Đó, thế đây là 3 lệnh này là được nối vào nhau, gắn với nhau thành một cái thứ tự rất là chặt chẽ. Và biệt tụ để chạy chúng, tôi thử nhé. Tôi bấm vào đây, các bạn sẽ thấy ngay là nó phát biểu sẽ chạy lệnh thứ nhất, lệnh là play sound, lệnh thứ hai là lệnh say, lệnh thứ ba là lệnh move. Lần lượt như vậy, từng lệnh một được thực hiện ngay trên màn hình. Ta làm thử nhé. Đó, như vậy là kêu meo meo, xin chào các bạn, và sau 2 giây chuyển về phía trước 100 bước. Thì đây là một đoạn chương trình hoàn chỉnh, và đó chính là cái việc lập trình, chính là việc chúng ta tạo ra các cái đoạn chương trình đó. Một đoạn chương trình là gồm có một hay nhiều lệnh được nối với nhau theo một thứ tự nhất định, và khi mà phần mềm chạy đó, chương trình đó, thì phần mềm sẽ chạy lần lượt từng lệnh một của chương trình của chúng ta. Bây chúng ta sẽ hoàn thiện chúng. Hoàn thiện chương trình này, chúng ta sẽ đưa vào đây một lệnh nữa. Chúng ta vào cái nút Events, và có một lệnh quan trọng là lệnh là When lá cờ này được click, là cái lệnh chúng ta kéo thả vào. Đây là cái lệnh
nằm trong cái nhóm bệnh sự kiện chúng ta đọc sau. Nhưng mà ý nghĩa của lệnh này là gì? Là khi chúng ta bấm bằng nút lá cờ, bấm vào đây này, là bắt đầu chạy một chương trình. Thì khi ta bấm vào đây, thì tất cả ba lệnh này là được chạy. Như vậy khi ta đưa vào đây thì đây là một trở thành một chương trình hoàn chỉnh. Nhưng chúng ta thấy nhé, đây là cái lệnh là rời rạc, khi chúng ta đưa vào sát vào nhau thì khi đó các lệnh này được kết nối nhau thành một thứ tự xác định và được gọi là các cái đoạn lệnh hay là cái nhóm lệnh. Còn khi chúng ta đưa vào thêm lệnh này nữa thì nó thành một chương trình hoàn chỉnh. Như vậy là một chương trình hoàn chỉnh là chương trình mà có phải có cái nút có lệnh này để chúng ta có thể hoàn chỉnh chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy nó nhé. Chúng ta sẽ bấm vào đây để phóng to cái trình này lên đó. Và bây giờ chúng ta muốn chạy đó, chúng ta bấm vào đây để nút để bắt đầu chạy chương trình. Bấm vào đây, các bạn quan sát nhé. Đó, như vậy ta vừa thấy là trình của chúng ta đã được viết xong hoàn thiện và gồm có 3 lệnh. Khi chúng ta nháy vào cái nút này thì phần mềm đã chạy 3 cái lệnh đó. Lệnh thứ nhất là con mèo kêu meo meo. Lệnh thứ hai là hiện ra cái dòng chữ là xin chào các bạn trong 2 giây. Và lệnh thứ ba là chuyển về phía trước 100 bước. Nhưng mà chúng ta đã vừa mới làm quen được với cái môi trường lập trình ban đầu của phần mềm của cái môi trường lập trình Scratch. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực lệnh là ghi lại thành file. Hiện nay chúng ta vẫn đang mở ra và chúng ta chưa ghi file. Chúng ta sẽ vào cái nút này và vào cái lệnh là save để ghi ra file. Tôi sẽ ghi vào cái vị trí mà tôi vừa mới tạo ra đó. Tôi tạo ra hẳn một thư mục riêng cho câu chuyện chúng ta đã làm việc ở đây. Và tôi sẽ đây đó, và tôi sẽ ghi vào đây là chương trình 1 chẳng hạn. Đuôi của nó, cái đuôi mở rộng của nó là SB2 nha. Chúng ta đang dùng phiên bản là Scratch 2.0. Bấm vào đây ghi ra. Như vậy đây là tên file của là chương trình 1 đây. Được chưa? Tôi nói thêm một chút nữa, chúng ta có thể kéo thả thêm lệnh vào đây. Chúng ta có thể kéo thả sang. Tôi lại đưa vào đây. Chúng ta muốn hủy đi, muốn xóa đi thì chúng ta chỉ việc kéo ra khỏi cái block đó, cái đoạn đó, ta kéo sang bên này và là coi như là chúng ta sẽ hủy đi. Đó. Bây giờ tôi nói thêm một chút về cái ý nghĩa của cái phần mềm mà chúng ta đang quan tâm. Ở đây chúng thấy là có hai nhân vật là con mèo và Alex. Đây là màn hình lập trình, cửa sổ lập trình của con mèo. Chúng ta bấm vào Alex và thấy ở đây hiện ra cửa sổ lập trình của Alex và chúng ta hoàn toàn có thể lập trình cho Alex như bình thường. Như vậy là người dùng có thể cùng một lúc lập trình cho nhiều nhân vật khác nhau ở trên màn hình. Tôi làm thử nhé. Bây giờ tôi sẽ cho Alex làm việc. Alex sẽ nói. Tôi bấm vào đây và hiện ra cái dòng chữ ở đây. Xin chào các bạn, tôi là Alex. Tôi muốn cho bạn này nói trong hiện ra màn hình trong khoảng 5 giây. Thấy chưa? Đấy. Và tôi sẽ cũng như vậy, tôi hoàn thiện trình này. Tôi đưa cái lệnh này vào. Và bây giờ khi các bạn thấy, khi mà tôi chạy chương trình nhé, thì cùng một lúc phần mềm sẽ điều khiển cả Alex và cả mèo nữa. Đây là mèo đây, đây là Alex đây. Và Alex cũng nói và mèo cũng nói. Làm thử nhé. Bấm vào đây, không to lên. Thử này. Bạn thấy không? Cả hai nhân vật đều chạy. Như vậy là cái người mà chúng ta là người đạo diễn ấy, chúng ta có thể điều khiển cùng lúc nhiều nhân vật trên màn hình. Các bạn thấy không? Những chương trình đơn giản như này thôi. Nếu chúng ta học ngôn ngữ khác ấy, lập trình trên Pascal chẳng hạn, trên C chẳng hạn, thì rất là khó để có thể làm ngay được những cái chương trình như thế này. Nhưng mà đây bây giờ với Scratch, chúng ta chỉ mất một vài giây, một vài phút học, chúng ta có thể tạo ra được một chương trình là khá là hoàn chỉnh. Như vậy tôi vừa mới cùng các bạn chúng ta làm quen với cái bài học đầu tiên là làm quen với cái môi trường lập trình Scratch, kéo thả Scratch. Bạn thấy nó rất là hay đúng không ạ? Và ngay từ bây giờ chúng ta có thể, các bạn có thể bật máy tính ra ngay và có thể lập trình ngay và tạo ra ngay được những cái
những cái bài học, những chương trình rất là hấp dẫn, có cả âm thanh, cả lời nói, hình ảnh, sân khấu và hình ảnh cho cả các nhân vật nữa. Chúng ta xin kết thúc ở đây ạ.